Lô. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả Nam ơi. Duy Khả kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ Nam ơi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại với một video tăng trưởng môn của môn phái Thiên Long. Và Khải sẽ giới thiệu cho anh em sơ về cao thủ này. Đó là có tên Cu Kiệt Cứng anh em ạ. Cái tên này thực sự trên live Khải hơi giống động Nam ơi. Và anh em cùng nhìn sơ qua cái bảng kháng của anh này. Khải đã bước với chống phái rồi nè. Đây Nam ơi, một trong những Thiên Long mặc xịt đồ khá đẹp và độ kháng khá là ok. Phòng thủ 75+1, kháng hàng 75+2, kháng lôi 75 và kháng hỏa 75+3, kháng độc 75+3. Và đây là kỹ năng và tiềm năng nha anh em. Đó, tại này là đang có cho mình đó là 3 kỹ năng, hình như là thiếu vi phong nè mày. Thiếu vi phong chỗ này nữa là có thể đạt 4 kỹ năng nha anh em. Và sau khi đạt 4 kỹ năng thì sẽ đạt tốc độ đánh 101 nha mọi người. Hiện tại bây giờ đang là đang tốc 100 anh em. Thì nếu mà có thêm một vi phong nữa thì cái chống phá sẽ lên thêm tốc độ đánh nha mọi người. Đây, chống phá nó sẽ lên tốc độ đánh. Thì hiện tại giờ tốc độ đánh là 68. Nếu mà mang thêm một phi phong kỹ năng một cấp nữa sẽ lên là 30+4 anh em. 30+4 á. Đây, 30+4 thì nó sẽ lên là tốc độ đánh là 69 anh em ạ. Đây. Nó sẽ nhảy thêm một tốc đánh nữa. Đó, hiện tại bây giờ là 68. Mang thêm một kỹ năng sẽ được 69, sẽ được một tốc đánh sẽ được đạt 101 anh em ơi. Nên là cái đao này hiện tại anh đang sử dụng cho mình một cái đao Hoàng Mỹ Lân Tiệt cấp 2. Nếu như ép lên cấp 3, nếu ép lên cấp 3 thì tốc độ đánh sẽ lên 33. Thì sẽ đạt 101, không cần mang phi phong anh em. Đó, nếu là lên tốc cái cây tứ không dán ma giữa đao này lên cấp 3 thì sau khi ép lên cấp 3 thì sẽ được thêm một tốc độ đánh. Đó, thì anh ta sẽ đạt móc như nào. Rồi, ông như lên được hai tốc chứ. Cấp 0, ông cấp 0 là 30, cấp 0 là 30, cấp 0 là 30, đúng rồi. Cấp 1 là 31, cấp 2 là 32, đúng rồi, cấp 3 là 33, cấp 3 là 33, thêm một cấp là 33. Ok, cái đao này anh ta đang muốn đập lên một lần anh em ơi. Nếu đập lên một lần nữa sẽ đập móc anh em ơi, không cần mang phi phong nha. Và bây giờ chúng ta đã sơ qua điểm tiềm năng và kỹ năng rồi. Thì sau khi lên tăng nhiệm môn anh ta có thêm một kỹ năng 9x nha anh em, vô tương chạm. Đó, lên được 20+4. Và chúng ta nhìn sơ xét đồ. Thì đỡ mình lên được cái chỗ đó thì anh ta sau khi lên tăng trưởng môn của môn phái Thiếu Lâm thì sẽ sở hữu cho mình một cái ấn tín Thiếu Lâm tăng trưởng môn khá là cảnh năm. Và kỹ năng 9x đặt ma đầu giang một cấp, kỹ năng bỏng hoàn tạo thiên quân một cấp và kỹ năng vô tương chạm Thiếu Lâm đao một cấp anh em ạ. Và hạn sử dụng 20 ngày. Đó, thì vừa rồi anh em đã thấy sự kiện 9x là lên 24 và ếch này ếch Thiếu Lâm đang hạng 22 và có top cho mình môn phá là khoảng tương đối là top 3, top 4 đó. Đây anh em ạ, 133 anh em. Đó là chắc là đồng cấp mà thua phần trăm anh em ơi. Anh ta đang nằm top 4 Thiếu Lâm. Đó, và mấy chỗ anh em đang theo dõi đây là mấy chủ Giang Sơn Ký Sử trang chủ game, đó là Công Thành Chiến Sư .net, một trong những phiên bản hoạt động một tay không kéo xe và đây phiên bản đồ xanh 100% nha mọi người. Và tầm này thì ăn ba với lại những cái ca vũ khí như thế này thôi. Đó, và chúng ta cùng soi qua set đồ của anh ta một lần nữa. Đây là một cái set ăn ba gia truyền kháng cả 19, nhận kháng cả 29, nhận kháng cả hai, quên, nhận kháng băng 29, nhận kháng hỏa 29 và ngập bội kháng độc 28. Một set ăn ba tương đối đẹp anh em ạ. Đó, rồi đi tiếp tục lên một cái đao. Cái đao thì ép lên cấp 2, 32 tốc và 32 sát thương. Tiếp tục làm con ngựa kháng tất cả 5, 4 tiêu kháng cả 5, 500 máu và 1000 thân lực và 500 né tránh. Một cái nón thủ lý 14, 140, sinh lực nỗ lực. Một cái tay thủ lý 2, 540, sinh lực nỗ lực. Có mình 80% rồi đó. Một cái áo kháng hỏa cao, chón 20, sinh lực nỗ lực, phù hợp 40. Một đai lưng kháng hỏa 25, chón 30. Có cho mình 50 chón rồi, kèm với một đôi giày 40 chón kháng hỏa nữa là có cho mình 90 chón và 80 chậm vậy nè. Thì đạt móc 80 chón rồi. Đó, đang sử dụng cho mình một cái phi phong, một cái mặt nạ kháng cả 5, một mặt nạ kháng cả 5, một trang sức kháng cả 5. Thì anh em cũng đã thấy thì trên cái hiệu ứng kháng thì khá là đều. Và điểm kỹ năng thì thực sự là đã tăng mát về hướng dịch cần kinh rồi, lên cho mình được lượng sinh lực và phản đòn khá là cao. Và có thêm cho mình 23 kháng tất cả này mà mình, anh em nhìn sơ qua Thiếu Lâm này kháng khá là đều anh em ơi. Đó, lực tây thì anh em cũng đã thấy rồi, lực tây là khoảng 6.500 và 8.000, quá đẹp luôn. Chỉ tiếc là thiếu cái phi phong này mày. Nếu là phi phong thì sẽ đặt 101 này mày, hoặc là một cái đao lên cấp 3 nữa thì sẽ đặt 101. Thì bây giờ chúng ta cùng tổng sơ và cái set đồ của anh ta thì bao nhiêu giá trị vật phẩm nha. Đầu tiên thì con ngựa này sẽ vượt khoảng tầm hiện tại bây giờ là cấp 4 rồi, thiếu một cấp nữa sẽ được kháng nó cấp 7. Thì con này hiện tại sẽ vượt khoảng tầm 6 triệu anh em ơi. Con này sẽ vượt khoảng tầm 6 triệu. Xét đồng 3 19, 29, 29, 28. Thì xét đồng 3 này mà lúc đầu sẽ vừa chắc hơn 10 triệu em ơi. Tầm này thì nó cũng rẻ rồi. Tầm này thì đỡ mà nó rẻ thì cũng không rẻ lắm. Nhưng mà nó sẽ tục giá khoảng tầm 7 đến 8 triệu xét này nha nè.
đó. So với hiện tại thì khoảng 7 đến 8 triệu. Con ngựa này khoảng 6 triệu là mười mấy triệu rồi. Cái đao này ép lên cấp 2. Cái đao này hiện tại giá trị lên cấp 2 thì cái đao này cũng bèo lắm, phải hơn 3 củ này mà, hơn 3 triệu đồng đồng à. Đó. Tổng 3 cái món vàng vàng với con ngựa không đã sắp xỉ gần mười mấy triệu rồi, 15-16 triệu rồi. Bây giờ chúng ta cùng xem sơ qua những trang bị còn lại. Cái nón này thì 15-40 sẽ vừa chắc bán khoảng tầm 1 triệu, khoảng 1 triệu quay đầu. Nón thì rẻ, thằng nghĩ khoảng tầm 700 nghìn cho đến 1 triệu quay đầu. Bao tay này 40 chủ yếu là 40 lá làm chậm theo khẳng nghĩ phân thủ 2, nó không giá trị mấy. Thì nó không bao nhiêu tiền. Áo này cũng vậy nha mà, áo này được lượng kháng hỏa phụ hỏa 40, chó thì không có, cũng không được đẹp cho lắm. Thì tương đối này mà, và đại lưng này cũng vậy 25-30. Và đôi giày này 40-40-12, sinh lực hơi kém. Nói chung là tổng sơ qua xếp đồ thì khả cảm nhận rằng thì ạc này chắc khoảng xếp đồ không gần 20 triệu này mà. Tổng xếp đồ cả ăn ban, cả ngựa và cả cái vũ khí lân tiệc tứ không gián ma giới đao này khoảng tầm tất cả một xếp đồ của anh ta khoảng tầm hơn 20 triệu một xíu. Cái này là chưa tính xác nha mọi người, cái này thì mới tính đồ nha. Và đây là lượng ứng kháng. Rồi, đó. Sau khi anh em cùng xem sơ qua xếp đồ của tăng trưởng môn thiếu lâm thì anh em có gì thắc mắc anh em comment bên dưới, chúng ta cùng trải nghiệm cũng như là cùng chém gió cho vui nha anh em ơi. Đó. Lượng kháng 15+1, phòng thủ, kháng hoàng 15+2, kháng loại 15, kháng hoàng 15+3, kháng độc 15+3. Như thế này là một trong môn thiếu lâm khá là trâu bò này mà. Lượng máu thì búp chống phá lên được 9 ca máu. Cũng vừa đẹp rồi. Đó. Kỹ năng tầm năng thì khá là cao, tầm này có gần 1k4 tầm năng này. Và điểm kỹ năng thì khá là nhiều, anh em cảm sơ qua điểm kỹ năng rất là nhiều. Không có ít đâu. Rồi chúng ta cùng ra búp cho anh em xem, chém vài đao cho anh em xem. Cái này thiếu một tóc nữa nè mà, thiếu một tóc nữa, đặt một tóc nữa, đặt 101 giống nhanh hơn nữa nè mà. Cái này chưa đặt. 101 thì hai bàn chân nó sẽ ra liên tục anh em ạ. Còn đây là nó không được đều cho lắm. Đó là từng vần ra. Còn nếu 101 á, hai bàn chân nó sẽ dính gần nhau, kịch, kiểu nó sẽ bung mặt răng nè. Hai bàn chân nó sẽ gần nhau khá là tương đối. Còn này là chưa đặt móc nên là nó chỉ đánh từng vần thôi. Đó. Cái thứ hai đây sẽ nhảy thêm một cái đó. Còn nếu mà đặt 101 thì đánh một cái này là hai bàn chân nó sẽ đi gần nhau luôn, chứ không phải xa như vậy. Anh em hiểu vấn đề không? Đó. Khả nhấp một cái này đó, nó sẽ đánh hai phát. Cứ một đao sẽ có hai bàn chân, một đao sẽ có hai bàn chân. Còn hiện tại chưa đặt móc nên là cái bàn chân nó cách xa khá là xa nè mà. Có thể nói rằng cách xa khoảng hơn hai con ngựa rồi. Đó. Còn nếu mà đặt 101 thì đánh nó sẽ dính gần lại hơn, và cứ một đao nó sẽ dính hai gần lại hơn. Thì tao đánh nó lúc đó nó sẽ đặt móc 101 nè. Rồi. Và anh em cùng nhìn sơ qua một lần nữa, và chúng ta tổng sơ qua sẽ đồ một lần nữa, và chúng ta sẽ kết thúc video. Và anh em đang xem video sau đồ tăng trưởng môn thiếu lâm thì ở tháng 12 này thì anh em đừng quên để lại cho ạc này kẹt cứng một like chia sẻ hội chơi, cũng như là video của Duy Khả một like chia sẻ hội chơi anh em ơi. Và Khải hay live stream vào lúc 7:30 tối hàng ngày, anh em rảnh rỗi thì đừng quên tối 7:30 tối lên gặp với Khả cho vui nha anh em ơi. Và Khải hay up video vào lúc 11:15 hay buổi trưa nè, 11:15 buổi trưa hàng ngày, anh em có thể xem qua và cho Khải một like ủng hộ chơi nha. Đó. Hiện tại hai cái rất đáng tiếc là không có phi phong cho người, và như là cái đao chưa đạt cấp 3 thôi, nếu mà đạt thì nó sẽ đạt 101 khá là chất luôn. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi video, và đừng quên cho Khả một like chia sẻ ủng hộ mạnh nha mọi người. Bye bye. Kính chúc em một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye.